Việt Nam chính thức tạm dừng các đường bay quốc tế. Đề xuất hỗ trợ tiền cho người nghèo bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ phạt đến 30 triệu đồng nếu tập trung đông người ở vùng có dịch. Nhộn nhịp mùa đánh bắt cá mũ đỏ. Bệnh viện đầu tiên ở Cần Thơ thử nghiệm buồng khử khuẩn tự động. Câu chuyện độc đáo hôm nay, mời quý vị cùng đến với những bức tranh làm từ cúc áo, cổ động đội ngũ y bác sĩ chống dịch Covid-19 của một chàng trai ở thành phố Hồ Chí Minh. Vừa rồi là những thông tin chính mà chúng tôi gửi đến quý vị trong buổi trưa ngày hôm nay, thứ năm ngày 26 tháng 3 năm 2020. Bản tin của chúng tôi liên tục cập nhật và gửi đến quý vị những thông tin đáng chú ý nhất xảy ra trên cả nước. Và tôi là Thúy Quyên của chương trình Góc nhìn trưa nay. Thưa quý vị, mở đầu bản tin trưa nay sẽ là những thông tin liên quan tình hình dịch Covid-19. Sáng hôm qua, chuyến bay mang số hiệu VN36 hành trình từ Frankfurt, Đức đến Hà Nội hạ cánh tại cảng hàng không quốc tế Vân Đồn. Đây là chuyến bay cuối cùng đánh dấu cho việc tạm khép lại hoạt động khai thác đường bay quốc tế của Việt Nam. Theo đại diện Vietnam Airlines, từ nay đến hết tháng 4 năm 2020, hãng sẽ tập trung hoạt động khai thác trên các đường bay nội địa. Jetstar Pacific tạm đóng hết các đường bay quốc tế từ nay tới 30 tháng 4. Bamboo Airways cũng dừng đường bay quốc tế duy nhất đến Hàn Quốc và hoãn mở các đường bay quốc tế mới. Vietjet Air đã tạm dừng các đường bay quốc tế đến khu vực Đông Nam Á, Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản. Chỉ mở bán chặng Hà Nội đến Tokyo và ngược lại, nhưng phải hết tháng 3, cụ thể là vào ngày 31 tháng 3, 2 tháng 4 và 4 tháng 4. Để phòng dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, các hãng hàng không Việt đều tăng cường phun khử trùng phòng dịch các chuyến bay có người nghi nhiễm. Thông tin từ Sở Lao động Thương binh Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, để hỗ trợ các hộ nghèo, cận nghèo bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, Sở này đã kiến nghị Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh có chính sách hỗ trợ cụ thể trong khi dịch bệnh đang hoành hành. Theo đó, Sở Lao động Thương binh Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất Ủy ban Nhân dân Thành phố trích từ quỹ vì người nghèo hỗ trợ 700.000 đồng trên một hộ trên một tháng đối với hộ nghèo có từ 1 đến 3 nhân khẩu. Hỗ trợ 1 triệu đồng trên một hộ trên một tháng đối với hộ nghèo có từ 4 đến 6 nhân khẩu. Hỗ trợ 1,4 triệu đồng đối với hộ nghèo có từ 7 nhân khẩu trở lên. Thời gian hỗ trợ dự kiến tạm thời là 3 tháng, gồm tháng 4, tháng 5 và tháng 6 năm 2020. Dự kiến có khoảng 12.500 hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ. Việc xét chọn các hộ do địa phương và tổ tự quản giảm nghèo ở địa phương thực hiện theo nguyên tắc công khai, minh bạch. Ngoài ra, Sở Lao động Thương binh Xã hội thành phố cũng kêu gọi các mạnh thường quân, người dân, doanh nghiệp cùng góp phần hỗ trợ người nghèo, cận nghèo bị tác động bởi dịch Covid-19 bằng nhiều hình thức như hỗ trợ vốn làm ăn, thu nhận lao động nghèo vào làm việc, tặng học bổng, dạy nghề, giúp người nghèo vượt qua khó khăn. Tối qua, Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 thành phố Hồ Chí Minh cho hay đã có chỉ đạo áp dụng xử phạt với các vi phạm quy định về phòng chống dịch. Theo đó, mức xử phạt có thể lên tới 30 triệu đồng nếu vi phạm tập trung đông người ở vùng có dịch cùng nhiều mức phạt khác. Căn cứ vào Điều 11 Nghị định 176/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14 tháng 11 năm 2013 về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế nêu rõ, phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây. A. Không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp tạm đình chỉ hoạt động của cơ sở dịch vụ ăn uống công cộng có nguy cơ làm lây truyền bệnh dịch tại vùng có dịch. B. Không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp cấm kinh doanh, sử dụng loại thực phẩm là trung gian truyền bệnh. C. Không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại nơi công cộng. Còn tại khoản 6 quy định, phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với một trong các hành vi. A. Không thực hiện yêu cầu cần kiểm tra và xử lý y tế đối với phương tiện vận tải trước khi ra khỏi vùng có dịch trong tình trạng khẩn cấp về dịch. B. Không thực hiện quyết định cấm tập trung đông người tại vùng đã được ban bố tình trạng khẩn cấp về dịch. C. Đưa người, phương tiện không có nhiệm vụ vào ổ dịch tại vùng đã được ban bố tình trạng khẩn cấp về dịch. D. Không thực hiện quyết định buộc tiêu hủy động vật, thực phẩm, thực vật và các vật khác có nguy cơ làm lây lan bệnh dịch sang người tại vùng đã được ban bố tình trạng khẩn cấp về dịch.
Lần đầu tiên tại thành phố Cần Thơ, một bệnh viện đã làm và đưa vào sử dụng buồng khử khuẩn toàn thân tự động dùng cho tất cả người bệnh, thân nhân đến bệnh viện. Buồng khử khuẩn toàn thân đặt tại Bệnh viện Đa khoa Hòa Hảo, Medic Cần Thơ, hoạt động theo nguyên lý phun khí dung bằng sóng siêu âm. Được biết, hóa chất khử khuẩn được sử dụng là loại chuyên dùng trong phun xịt sát khuẩn, được cấp phép của Bộ Y tế. Thông tin từ các đơn vị cung cấp hóa chất sát khuẩn, loại này không gây ảnh hưởng đến mắt, vùng hầu, họng, mũi, miệng và đã được sử dụng phòng dịch đại trà. Hoạt động này của bệnh viện cũng góp phần tạo sự yên tâm cho người bệnh khi có nhu cầu đến bệnh viện khám và điều trị bệnh. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, phần lớn do người dân e ngại vào môi trường bệnh viện, tập trung đông người lây lan dịch bệnh. Vì vậy, các bệnh viện đang tập trung giải pháp phòng ngừa dịch bệnh, giúp người dân yên tâm khi đi khám bệnh. Chuyển sang một số thông tin khác. Những ngày qua, tại cảng cá Vĩnh Lương, Nha Trang luôn diễn ra cảnh nhộn nhịp khi các tàu đánh bắt biển khơi trở về với đầy ắp sản lượng cá mú đỏ, một loài cá được thị trường ưa thích để làm chả, nấu lẩu. Cá mú đỏ là loại cá đánh bắt được từ các vùng biển khơi, trong đó có vùng biển Trường Sa. Mỗi chuyến đánh bắt phải mất hàng chục ngày. Do bước vào cao điểm mùa vụ cá mú đỏ, nên nhiều tàu sau chuyến đi biển liên tục trở về cảng. Trên bến, các bạn hàng tất bật phân loại cá mú đỏ theo kích cỡ, sau đó làm sạch cá để bán cho tiểu thương với giá cao hơn, tức khoảng 60.000 đồng một ký. Giá này giảm hơn nhiều so với mùa vụ trước do ảnh hưởng dịch COVID-19. Khiến nhiều nhà hàng, quán ăn phải đóng cửa do không còn khách du lịch. Mùa vụ cá mú đỏ năm nay tuy được mùa nhưng giá bán giảm. Hôm qua, ông Lê Văn Phước, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang cho biết, Cục Hải quan An Giang vừa bàn giao toàn bộ số khẩu trang mà lực lượng chống buôn lậu 389 tỉnh đã bắt giữ trong thời gian qua để giao lại cho Sở Y tế. Hiện nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã giao Sở Y tế phân loại, xem loại nào còn chất lượng sử dụng được, loại nào không. Sau đó trình Ủy ban Nhân dân tỉnh ký quyết định trưng mua, trưng dụng rồi phân phát cho các lực lượng phòng chống dịch bệnh COVID-19 đang thiếu khẩu trang hiện nay. Lãnh đạo Cục Hải quan An Giang cho rằng, từ giữa tháng 2 khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát, thì mặt hàng khẩu trang y tế đột ngột tăng giá, nên nhiều đối tượng đã lợi dụng tình hình này để thu gom khẩu trang định xuất sang Campuchia. Tuy nhiên, các đơn vị trực thuộc Cục Hải quan An Giang đã kịp thời phát hiện, bắt giữ 7 vụ vận chuyển trái phép mặt hàng khẩu trang y tế qua biên giới, trong đó một vụ xuất lậu có tổng số tang vật tạm giữ hơn 164.000 khẩu trang y tế. Thưa quý vị, vốn là kỹ sư hóa học, từng làm việc tại phòng hóa phẩm của một công ty áo dài nổi tiếng, nhưng Nguyễn Phước Quý Thành, 27 tuổi tại thành phố Hồ Chí Minh đã nghỉ việc để đi theo đam mê làm tranh từ cúc áo. Và điều thú vị là trong mùa dịch COVID-19 này, Thành đã làm nhiều bức tranh từ cúc áo để gửi tặng các bác sĩ ở tuyến đầu phòng dịch. Chúng ta sẽ cùng chiêm ngưỡng những bức tranh thú vị này ngay sau đây. Ngôi nhà của chàng kỹ sư hóa học mê làm tranh thủ công từ cúc áo, lúc nào cũng đầy ắp những màu sắc sặc sỡ. Từ các bức tranh và các vật liệu làm tranh, phần lớn là từ cúc áo. Tình cờ tôi thấy xã hội bây giờ rác thải nhựa nó đang gây nguy hại cho môi trường. Với lại tôi bị trong quá trình tôi học hóa tôi bị kích thích bởi màu sắc. Và từ nhỏ tôi rất là đam mê lắp ráp. Cho nên kết hợp lắp ráp và màu sắc với lại rác thải nhựa gây nguy hại như vậy, tôi thấy nảy ra sáng kiến làm tranh từ nút áo, bất cứ một cái gì về nhựa như là mũ nhựa, hạt nhựa đã lắp ráp lên thành một bức tranh. Tại vì Việt Nam tôi thấy chưa làm và rất ít người làm cái thể loại này. Đây là bức tranh mà Thành đã làm xong để tặng các bác sĩ tại Bệnh viện Nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh. Bức tranh về hai bàn tay đan vào nhau thể hiện sự đoàn kết. Đó là biểu tượng bàn tay người lớn và trẻ nhỏ cùng nắm tay nhau vượt qua mùa dịch khắc nghiệt. Một bức như vậy thì nếu làm nhanh thì có thể là 4-5 tiếng hoặc là trong một ngày. Tùy cái chi tiết, tùy cái độ tỉ mỉ. Còn cái ý tưởng thì thí dụ tôi thấy cái mối nguy hại nào mà đăng cho xã hội hiện nay thì tôi sẽ làm về chủ đề đó để nâng cao tinh thần của cộng đồng, người dân. Tôi làm tranh gần 2 năm
những cái bức tranh mà mang cái ý nghĩa mà cuộc sống mà tôi đã từng làm là bức Covid-19 và bức về khí hậu nóng lên băng tan ra của trái đất. Bức tranh cổ động các nhân viên y tế đã được trao tay cho các bác sĩ tại Bệnh viện Nhiệt đới ngày 25 tháng 3 vừa qua. Đây là khởi đầu trong chiến dịch tặng tranh và vẽ tranh để cổ động mọi người cùng tham gia chống dịch Covid-19. Từ bỏ một công việc ổn định, Quý Thành muốn thử sức với lĩnh vực làm tranh cúc áo vốn chưa thịnh hành ở Việt Nam. Qua 2 năm, Thành đã làm hàng chục bức tranh ở nhiều thể loại, trong đó có tranh về thiếu nhi, tranh chủ đề môi trường, chân dung. Mỗi bức tranh có giá dao động từ 300 đến 600 ngàn đồng. Thành chia sẻ, nhờ tìm được nguồn thu mua cúc áo cũ ở các xưởng may nên mới có thể kinh doanh được loại hình tranh thủ công vốn tốn nhiều thời gian và công sức này. Khi mà tôi bắt đầu làm thì 2-3 tháng đầu thu nhập tôi không hề ổn, cũng không ai biết đến tôi làm cái công việc này. 2-3 tháng đầu như là làm không công, cũng không có khách đặt hàng. Còn gia đình thì cũng phản đối, nói là cho là bất bình thường, tại sao là bỏ ngành hóa để qua làm ngành này, cũng bị bỏ mặc không nói chuyện một thời gian. Nhưng mà lúc đầu tôi cũng nghe vậy tôi cũng nản, tôi cũng muốn bỏ, nhưng mà tôi nghĩ lại quan trọng là chính mình phải nghe chính bản thân mình. Tuy chỉ mới đưa tranh ra bán được hơn một năm nay, nhưng thu nhập từ tranh cũng đủ để Thành trang trải cuộc sống cá nhân và hy vọng có thể theo đuổi công việc này lâu dài. Dự định sắp tới của Thành là sẽ tặng thêm nhiều bức tranh đúc áo cho các bệnh viện tuyến đầu chống dịch. Số lượng tranh sẽ tùy thuộc vào thời gian Thành có thể làm xong, vì mỗi bức tranh như vậy, Thành phải mất trung bình một ngày làm việc mới dán xong. Và những hình ảnh vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Quý vị hãy nhớ dành ít phút mỗi buổi trưa đón xem chương trình Góc nhìn trưa nay vào lúc 11:30 mỗi ngày trên trang tv.tuổitrẻ.vn quý vị nhé. Xin kính chào và hẹn gặp lại.